Này M6040 xu. Chiếc này kèm theo 3 món phụ kiện là cày phay ủi về Chư Prong Gia Lai nha bà con ơi. Xe này thì anh trai lấy 3 món phụ kiện, kiểm tra là hai cái đùi cho anh mình với lại mở cầu trước ra bảo dưỡng nè ha. Kèm theo là máy là một vàng cày, vàng phay với vàng ủi. Xe này thì giao cho anh mình giá là 300 mấy chục triệu, quên mất tiêu rồi. 300 mấy ha. Đây. Nước sơn zin vẫn giữ nha, mình chỉ sơn lại cái phần khung gầm nè. Sơn lại cái khung gầm của làm ủi nè. Đó, giờ em đang tháo cái bô ra nha bà con. Để lên máy cho anh mình ha. Nguyễn Chư Prong Gia Lai. Bây giờ lên xe thôi. Đợi chờ gì nữa. Cái thùng xe này nó hơi thấp nên nó dướng cái bô. Rồi lên đi. Dướng không? Lọt lọt, thùng 2m3 lận. Đây, máy để găng ti lên máy luôn nha bà con ơi. Vô hai cầu để găng ti lên máy luôn luôn ha. Bây giờ giữ cái kiến không ông Hoài? Giữ cái kiến Hoài ơi. Rồi ok, vô lọt rồi. Rồi xe vừa lọt luôn. Cái sắt của chiếc xe này sao nó hơi ngắn á. Ơ cái đít Hoài ơi. Rồi ơi. Má ơi, sát bên luôn. Rồi. Cảm ơn anh trai ở Chư Prong Gia Lai ủng hộ nha. Bà con nhà mình cần xe gì thì cứ liên hệ cho máy là người Huy Tiên. Cảm ơn em rất nhiều.